Đồng Nai Đặng Đình Thiên, 30 tuổi, quê Bà Rịa Vũng Tàu, khai động cơ cước trạm thu phí Long Thành 2 tháng trước nhằm để trả nợ vay nặng lãi. Ngày 28 tháng 2, Thiên bị Viện Kiểm sát huyện Long Thành truy tố về tội cướp tài sản. Thiên bị bắt sau khi gây án hôm 3 tháng 1. Ảnh, Phước Tuấn. Theo cáo trạng, Thiên vay nặng lãi của nhiều người nên nảy ý định cướp tài sản để trả nợ. Rạng sáng 3 tháng 1, cả đi xe khách từ Vũng Tàu về thành phố Hồ Chí Minh, khi đến điểm giao giữa quốc lộ 51 với đường cao tốc Long Thành, Dầu Dây thì xuống xe. Thiên sau đó vịt mặt xông vào cabin số 6, khống chế nữ nhân viên Dương Thị Hồng Phượng, 26 tuổi đang làm việc rồi hơn 40 triệu đồng. Chạy bộ xuống cao tốc, đến một vườn tràm, hắn nằm nghỉ. Đến 7 giờ, Thiên đi ra quốc lộ 51 để bắt xe về lại Vũng Tàu, thì bị các trinh sát bắt giữ cùng tang vật. Trước đó sáng ngày 7 tháng 2 năm 2019, nhân viên trạm thu phí Long Thành Dầu Dây cũng bị dùng súng tấn công, lấy đi hơn 2 tỷ đồng. Phước Tuấn Les Block S. Oi.